Vụ tai nạn nghiêm trọng vừa xảy ra hồi 17 giờ chiều 14/11 trên đường An Dương Vương, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Theo thông tin ban đầu, chiếc xe gặp nạn mang hiệu Mazda CX-5 do một phụ nữ điều khiển. Clip thanh tùng tai nạn xảy ra khi nữ tài xế đang cố lùi chiếc xế hộp ra khỏi chỗ đỗ xe trước cửa một quán karaoke. Tình huống mất kiểm soát khiến chiếc xe va quẹt với một người bán hàng rong đứng gần đó và một chiếc ô tô khác đỗ bên cạnh trước khi bay qua làn can cầu. Cú rơi từ độ cao khá lớn khiến chiếc xế hộp bị hư hỏng nặng và nằm ngửa bụng dưới bờ sông, lao xuống bờ sông Hồng. Rất may là nữ tài xế nói trên đã kịp thoát ra ngoài trong tình trạng bị xây xước nhẹ nhưng không nguy hiểm tới tính mạng. Nguyên nhân chính xác dẫn tới tai nạn hiện đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Theo thông tin ban đầu từ người dân chứng kiến sự việc, người phụ nữ điều khiển ô tô có dấu hiệu say xỉn. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.